À, chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Như chúng ta đang thấy là trước mắt chúng ta đây là các chú các anh đang ghim nọc cho mai. Để cái ghim nọc lần này là ghim nọc lần cuối đó cả nhà, để chuẩn bị cung ứng cho cái thị trường Tết mai Tết năm 2025. Thì có lẽ đó trên địa bàn thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định thì trong cái thời gian này là đang mùa mưa cả nhà. Có những ngày là mưa cả ngày vậy. Nhưng mà các chú thì có cái sáng kiến là có cái dù này. Đó, thì cũng trong cái điều kiện thời tiết không thuận lợi thì các chú vẫn làm việc được. Đó, thì sẵn cái dịp này cũng chia sẻ cho cả nhà xem một số cái kỹ thuật ghim nọc và giới thiệu cái lô mai dáng bay. Rất là nhiều cây đang nở bói cho cả nhà xem nhé. Nếu mà chúng ta có thiện chí thì giao lưu, mà không người xem cho nó thấy được cái mai vàng Bình Định trong cái thời điểm này nha. Đây là một cái cây mai cúc này cả nhà này. Cái mai cúc nó đang nở này. Nở bói này. Đây này, đây là cái bông này nó không có bị mưa dặn này cả nhà. Đó. Cúc lùm nha. Cúc răng lùm. Cả nhà xem này. Nó đang nở dài đó cả nhà. Đây. Nguyên một cái lô đây này. Có mấy cây nó đang nở luôn, em chia sẻ luôn nha. Đây. Đây cả nhà này. Đó, cúc nha. Đó, những cái cây nó nở thì em chia sẻ cho cả nhà. Còn ở đây là cái lúc mà đây các anh đang ghim nọc đây, thì em nhân tiện để chia sẻ cho cả nhà xem luôn. Đó, đây là ghim nọc cho cây mai giáng bay nha. Đây nó cũng không còn là giáng bay nữa đúng không anh? Giáng bay. Giáng bay à? Đúng rồi. À, mai giáng bay nha cả nhà. Đó. À, cho nên là một năm thì nhà vườn cũng rất là nhiều công, mà về cơ bản là nhà vườn không làm xuể được, phải nhờ các chú để đến trợ giúp. Đó, cả nhà xem đó. Đó. Cho nên là một cái cây mà để mà tới Tết và cả nhà thấy nó đẹp đó, chúng ta thấy được một cây mai đẹp đó, thì sau rất là nhiều năm mà nhà vườn phải rất nhiều công phu, từ chăm sóc, từ khâu kỹ thuật, từ cái uốn, rất nhiều thứ để cho nhà một cái sản phẩm mai đẹp, để cho cả nhà chúng ta vui xuân đón Tết nha. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà cái mai nó đẹp được nha. Vậy cho nên là xây dựng được cái thương hiệu làng nghề mai vàng thị xã An Nhơn là cũng là từ những cái bàn tay của các nghệ nhân như thế này đây. Đó. Rất là nhiều các chú đi trước thì truyền lại cho thế hệ sau. Xem nha, đó. Cho nên là cứ bảo sao là cái sản phẩm mai đó là sản phẩm của nghệ thuật, cho nên là cái nó không thể như các cái sản phẩm khác được. Không phải như các cái sản phẩm lúa gạo mà chúng ta làm mang tính chất là đại trà. Sản phẩm nghệ thuật mà nó đầu ra ở từng cái sản phẩm một và nó quyết định cái giá trị của cây mai luôn. Cây đây này nó đang có cái mặt ấy này, chuẩn bị nở đây nhà này. Đó, chúng ta nhìn dày, nhưng khi mà các chú làm xong á, cây làm xong thì cây nó rất là ok. Đó. À, cái nhà nha. Một số cái sản phẩm này thì đã xong rồi cả nhà này. Chia sẻ cho cả nhà xem. Cái này đã xong rồi. Đây này. Đây. Đó, xong rồi. Hoàn chỉnh nha. Cái này để chúng ta cứ về việc tưới tắm, nhờ có hộ phân vô đồ thì thêm chút đỉnh gì đó thôi. Chờ cái ngày mà xuống lá là để chơi thôi chứ không phải làm gì nữa. Đó. Sản phẩm rất là hoàn chỉnh này. Tìm đọc bài bản nha. Đây, ta xem này. Sản phẩm bay này. Đây, các nhà xem này. Một cái cây mà rất là nhiều nọc đấy, nó giữ ở các cái góc độ khác nhau nha. Để cả nhà xem nhé. Đó, đây này. Đây. Đó, đây nha cả nhà. Đây này. Đó, sau khi ghim xong là nó như thế này rồi cả nhà. Đó, sau khi làm xong là cái cây nó sẽ như vậy đó. Đây, cái cây này đang có mặt bông này. Mặt bông này. Để cả nhà xem này. Bông đẹp chưa? Cái màu bông rất là ok nha. Đẹp sáng. Đây cái cây này thì cái mặt bông nó còn nguyên này, nó không có bị ấy. Đây. Đây cả nhà xem nha. Đó.
Đây nha cả nhà nha. Rồi, tiếp tục một số các cái sản phẩm mà nó đang có mặt bông này em chia sẻ luôn cho cả nhà xem luôn. Để chúng ta xem cái cây này cả nhà. Cái cây này này. Cúc hay sao? Đó, cái cây này cả nhà nha. Cây này đã làm xong rồi. Đây cả nhà nha. Đây cả nhà xem này. Đó, đây. Mặt bông rồi cả nhà. Đây này. Bên cạnh đó là cái nụ kim rất nhiều. Kim rất là nhiều nha. Này, mặt bông này. Cả nhà thấy chưa? Đang nở dài luôn á. Đây, cái sản phẩm đã được các chú làm xong này. Đây là cây mai đã thành phẩm nữa cả nhà. Im nọc hết rồi. Cây bay này. Đây. Đó. Phía bên kia thì có nhiều cây nó đang có mặt bông lắm. Sẵn cái này em giới thiệu luôn cái lô mai lùm, giáo lùm đây cho cả nhà xem này. Đây này, mặt bông này này cả nhà này. Đây nha, mặt bông này. Đó, cả nhà xem này. Ok chưa? Mặt bông đó cả nhà. Này. Cái quan trọng nhất cho một cái cây mai đó là cái mặt bông là cái quyết định cuối cùng của cái sản phẩm đó cả nhà. Cái mặt bông này. Đó. Để cô chú anh chị và các bạn cứ yên tâm nhé. Những cây có mặt bông thì em quay rất là kỹ cho cả nhà xem này. Mà về cơ bản là cái giống mai này nó rất là chuẩn, nó không có không. Đây. Đây, một số cây mai giáo này, mặt bông cả nhà này. Bông. Này. Già bông chùm luôn này. Này, bông chùm này. Đó. Bông chùm nha. Đây cả nhà xem cái cây này nha, xem bông cái cây này này. Đó, cả nhà thấy chưa? Bông đó, đây bông này. Đây là cây mai giáo nha, cây mai giáo nha cả nhà. Cây mai giáo lùm nha. Đó. Giáo lùm rồi cả nhà. Bông này rất là chiến lược nha. Đây này, cái cây này là huyết long luôn đó, đây cả nhà này. Cây này huyết long luôn nha. Rồi. Chúng ta xem một chút sang đây đây một chút xíu nữa. Đây, wow, cái mặt bông này. Cả nhà xem này. Bông chùm này, bốc rất to nha. Cả nhà xem đó. Mai vàng đón xuân rồi nha cả nhà. Cái mặt bông rất là đẹp nha. Chinh phục được khách hàng khó tính luôn nha cả nhà. Bông đây, bông bên này này, bông bên này em. Em quay bên này cho cả nhà xem này. Đó, cái mặt bông của cả nhà. Đó. Đó, đây nguyên cả một cái lô này đã lô mài giáo lùm rồi cả nhà. Nguyên cả một lô nha. Mặt bông này này cả nhà này, bông này. Bông chùm luôn nha. Chùm rất ok. Đó. Những cây huyết long rồi thì nó lần nó có cái đỏ đỏ đó cô chú anh chị các bạn cũng thấy rồi đó. Nhưng mà cái thời điểm này nó không có đỏ như là thời điểm đầu năm nha cả nhà. Cái cây nó không đỏ như thời điểm đầu năm đâu. Đây này, mặt bông này. Rồi, các cái sản phẩm đó. Đây này cả nhà xem này. Wow, cái cây này. Cả nhà xem nha, đã chưa? Đó, nhà xem không? Rất là ok nha. Bông hột luôn rồi cả nhà này. Đó. Rồi, cô chú anh chị các bạn có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em nha. Theo số là 0836013528. Số này em xài chung cho Zalo đó cả nhà. Kính chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong các video chia sẻ lần sau ạ.